chủ yếu tập trung ở thành phố Phnom Penh. Nhà dân á, nhà dài đó là của Việt Nam mình, còn bên nước lũ á, với cái trường học đỏ đỏ gì đó, núi gì đó là của Cam. Tháng này tháng 7, tháng 8 nước lũ từ Campuchia đổ về đây nó quất mình, tại mình qua bên nó quất qua quất lại không có sự cố, con ai nấy bên thôi. Đúng rồi, nhưng mình quấy thì về, còn có nó làm gì làm gì đó. Nó nước lũ đang tràn về đó gì, nếu mà tháng 10 á, tháng 9 tháng 10 là ngập luôn khu vực này luôn. Bán đồ để lễ nè các bạn. Còn ở đây á, các bạn biết là gì không? Ở đây là cái bệ đá Sa Thạch, là nơi ngự của tượng bà Chúa Xứ ngày xưa nè. Đó, cái chỗ này nè các bạn. Đây là cái đường để lên núi đó, các bạn núi Sam nè. Đợt trước mình đi ấy là đường chưa có làm cho nên là còn ổ gà ổ voi rất là nhiều và đi rất là khó, nhưng mà bữa nay đường làm rất là đẹp luôn nè. Đó, đường rộng nè, 7-8 mét, hai làn đi vô tư luôn nha. Thì buổi chiều ở đây đó, người ta đi tập thể dục rất là nhiều luôn nè, các bạn có thể những cô chú nè, em bé.
xíu ra biết có lạnh đâu, mùa này nó muốn chết. Tài xế không mất thôi. Quên luôn không nhớ luôn. Thế thòm rẻ như chó. Chọc nhận ra đi bộ cũng hay quá ha. Chắc còn lên đi cáp bây giờ còn về tính tiền đi bộ chứ gì. Cái gì? Người ta bán khứ hồi luôn chứ. Đây là chùa Linh Sơn. Hình như còn lên nữa ở đỉnh núi lận. Trời rồi. Mà làm cái đường quanh núi như vậy cũng khá khổng á chứ. Chứ chạy con Innova đường nhỏ xíu đá không chạy rầm rầm. Bữa hôm ở trên núi này nó nói lỡ núi là chỗ nào ta? Tỉnh. Chờ, đó, đây nè đúng rồi nè, vô giữ xe nè. Đó, chút nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình đi giữ xe đã. Giờ chúng ta đã lên được cái đỉnh này đó. Nhà dài đó là của Việt Nam mình, còn bên nước lũ với cái trường học đỏ đỏ gì đó, núi gì đó là của Nam. Tháng này tháng 7, tháng nước lũ từ Campuchia đổ về đây. Là anh đâu anh chỉ lại em. Chỗ cái nhà dân nè, nhà dân dài đó đó. Đây nhà dân dưới này đây đúng không? Dạ, cái dài đó, đường dài á. À cái đường dài bên đó. Dài đi vô đó. Là bên đây của mình, bên kia của nó. À tức là một bên là Việt Nam, bên là Campuchia. Dạ. Chị thấy đặt mấy cái dớ không? À. Dớ mất cá đó. Ba mươi dân nè. À. Được lũ đặt đảo đây của mình nè. Kêu nó. À mấy dân đó nhà người Việt mình đặt á. À ủa sao nó cho mình đặt hả? Đó là vẫn còn cái đất của mình. À. Tại vì đội biên phòng nó đóng đó, mấy cái thùng nhỏ sắt nè, đi đóng mà. Thấy không? Cho mấy dân nè. Đó. Còn cái ganh của mình, mùa dịch là cứ 50 mét là cái trại 50 mét là cái đồn của mình đó. Nó lúc dịch là bích. Mà hiện giờ Thái Lan với anh Cam là đang ủa đánh nhau thiệt ha. Còn mình bây giờ mình đang kéo rồi ngay chỗ khu quân dê biên giới mình rồi mình gánh nó lại. Ủa là có hả? Có. Có xung đột hả? Có. Mà không có xung đột với mình sợ cái đầu bên đó là giáp biên giới Phú Quốc. À. Dạ, mình sợ châu bò nó chạy qua đây thôi. Ủa núi đó là núi gì ta? Núi dùng bảy núi Thất Sơn của An Giang mình đã chỉ những cam. À. Kết rồi đó. Còn núi đó là núi của Cam.
mình qua bên đó thì cần gì ta, bắt bo hả? Bây giờ hồi trước á, thì em chở khách qua đó được luôn đó. Mà bây giờ không cho qua nữa, phải đi phải có bắt bo. Bắt bo bữa hôm là em qua mà không có bắt bo đó, không cho đi. Đúng rồi, đi cửa khẩu, qua đây có ba cửa khẩu Tịnh Biên, cửa khẩu Long Bình với cửa khẩu Vĩnh Sương để qua Campuchia. À, có chim quá trời luôn. Bên đó là cá, cá với chim cò. Bên Campuchia là nó bảo vệ luôn. Việt Nam mình còn đánh rắc ăn, còn bên đó là nó cấm tuyệt đối. Như lâu lâu mình có bển qua đó xung đột, nó quải vụ cá, mình xịt cá của nó. Hai bên quốc nhau luôn. Thì con này nếu là dân mình quốc nó luôn á. Ừ, nó quốc mình, tại mình qua bên nó. Quốc qua quốc lại, không có sự cố. Con ai nấy bên thôi. Ờ đúng rồi. Nhưng mà mình quấy thì vậy. Còn của nó làm gì làm vậy. Nó nước lũ đang tràn về đó gì. Nếu mà tháng 10 á, tháng 9 tháng 10 là ngập luôn khu vực này luôn. À. Nhà ở đây tháp là có lũ. Đi dài qua bên kia là Phú Quốc, Hà Tiên, còn đầu này giáp với Đồng Tháp, Cần Thơ. Mình đây giáp trực tiếp với ông luôn. Ví dụ mà bên Bót á, bên Bót là bên Bót ngày xưa là bên đó đó. Ờ đúng rồi. Bên Bót nó tràn qua nút của Cường đó. Trời ơi. Trời cảm ơn anh. Mình không biết mình hỏi anh chỉ nhiệt tình chứ. À, ở đây người ta làm mấy cái xích đu cho mình ngồi nè. Xích đu kìa mết. Lên trên thao núi luôn. Đó, bây giờ mình đi lên. Ôi này, ở đây nó xây cái này nè. Ủa trước làm gì có. Đi, đi lên đường này con, đi lên đường này. Ở đây là giáp Campuchia luôn các bạn. Là một bên là Việt Nam, bên là Campuchia. Mình đứng ở đây mình nhìn thấy Campuchia luôn. Rồi. Em đi lên với ba đi. Dắt thằng nhỏ lên nè. Bữa nay người ta xem lại đẹp rồi nè. Ở đây nè, đây người ta có bán đồ để lễ nè các bạn. Còn ở đây đó, các bạn biết là gì không? Ở đây là cái bệ đá Sa Thạch, là nơi ngự của tượng bà Chúa Xứ ngày xưa nè. Đó, cái chỗ này nè các bạn. Bệ đá Sa Thạch và cái chỗ này là chỗ bà ngồi luôn á. Đằng sau này nè. Đó là... đi ra sau này nữa bạn là mình sẽ thấy rõ hơn nè. Các bạn thấy cái đường nãy mà mình đi vào núi Bà nè. Ủa đâu có thấy cáp đâu anh. Đi bộ xuống đây 80 mét lận. Nhưng mà nói là đi ra đằng sau này nhìn thấy cáp mà đâu có thấy. Đó. Đâu? À, cái chỗ đúc đóng nè. Cho nó lên chỗ đó. Ủa đây còn cái gì đây? Miếu đó. Nghe các bạn nhìn nè. Đó. Ở đây nếu các bạn đi cá thì nó sẽ cách đây 80 mét nha. Rồi mình cũng đi bộ lên. Cho nên khuyến khích bạn nào có ô tô thì tự lên nha cho khỏe. Đỡ tốn tiền nữa. Đây có cái cây nè. Nhìn xuống nè. Ai lên đây chụp rõ nè.
không. Mấy anh chỉ là một bên Việt Nam, một bên Campuchia nè. Chỗ phân làng ở cái cây inox nè. Và mùa này nè là nước lũ ở Campuchia đổ về nè. Cho nên là người ta ấy. Nè anh. Nè. Đó cáp ta lên đó các bạn, và chỉ lên tới cái nhà ga, chết tới cái nhà ga đó thôi. Thì từ nhà ga lên đây là các bạn phải leo 80 mét nha. Mùa nước lũ ở Campuchia về cho nên là chúng ta thấy mênh mông nước rồi, bắt đầu là dân ở đây người ta đi bắt cá linh á, gọi là mùa nước nổi, mùa cá linh đó các bạn. Cá linh á làm nấu canh chua cũng ngon, làm mắm cũng ngon nha, nên là ở đây cũng là một cái đặc sản luôn á. Đứng đây rất là đó, và đây lên đỉnh núi rất là mát luôn nha. Cái lúc này mình đang đứng là tầm 5 giờ mấy chiều á các bạn. Sao hôm nay hoàng hôn trễ quá ta, ráng ở lại canh cái cảnh hoàng hôn rồi về. Nhưng mà cái cầu đó là để đi qua biên giới chứ gì? Phải. Cái dài lên kia kìa, nó dọc mà nhà đông đông đó là dân Việt Nam. Chứ Campuchia là không có dân. Ừ, Campuchia đâu ở sát này đâu. Sát ở bên kia là Campuchia kìa. Đây nè, bên kia là Campuchia kìa. Đợt mình đi. Đầu mình đi Đắk Lắk cũng vậy, một bên Việt Nam bên Campuchia. Bữa đi miền Trung mình không đi đi ra biên giới Lào.